Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các anh. Và hôm nay thì bên em lại về được 4 con đói nha bác nha. 4 đói, 3 con của Mỹ và 1 con của Nhật nha. Thì hôm nay em về được là một con Carver Butter 2004. Đấy, dòng này thì lâu rồi nó mới về lại được một con nữa các bác. Con này thì về tình trạng thì nó không được đẹp cho lắm nha. Đấy, tình trạng bên ngoài thì đẹp, còn bên trong ruột gan thì nó không có đẹp như mấy con trước. Và giá thì em sẽ bán giá tốt hơn cho tất cả anh em, để anh em chơi. Con này thì hiện tại bên Thành Quốc Hùng sẽ cân đối mức giá là 23.500.000. 23.500.000, giá bao ship cho tất cả bác nhé. Đấy, dòng monolock, hai nguồn riêng biệt và hai kênh đánh hai cầu lo, công suất rất là khủng. Chạy là 48 con sò, công suất là 1.200W trên một kênh. 4 ohm và 1.000W trên kênh 8 ohm. Đây, BT-2004 như bác nha, rất hiếm về được con. Con dưới là con Sony, con Sony mã là SRB-B300. Con này là công suất là 509W trên kênh. Đấy, và công suất ra lo là 450W trên kênh ở 8 ohm. Và con này thì tình trạng là đẹp keng nha bác nha, đẹp keng. Đấy, như là 28 con sò, 28 sò thang. Đó, con này thì đẹp kê sò ben luôn. Con này có giá là 11.500.000, giá bên em đã bao ship. Sony, con này rất là khủng nha bác, khủng hoảng. Được thiết kế theo cái kiểu của Ramsa với cái bơ 9440. Đấy, rất đẹp luôn. Bên này thì em về được là một con Crown C2 nha. Đấy, mà mặt đen đó cho các bác. Con này chạy 24 sò, sách Motorola, sò sách Mexico và cũng như là 4 con sò thang Toshiba, công suất là 450W trên một kênh. Đó, con này thì tình trạng thì cũng còn rất là ok, rất là đẹp, máy móc hoạt động hoàn hảo nha bác nha. Và con này có giá là 9.500.000 nha bác, 9.500.000, Crown C2000, giá cực kỳ tốt cho các bác chơi. Tiếp tục là một con QSC model 1700, chạy 32 con sò sách Toshiba chữ đỏ nha, 32 sò sách Toshiba chữ đỏ. Con này có công suất ra lo là 350W trên một kênh và 450W trên kênh ở 4 ohm. Con này thì có giá là 13 triệu nha bác, 13 triệu giá bên em đã bao ship và tặng kèm theo cho rách cho tất cả bác cùng chơi. Đó, thì tổng cộng hôm nay về được là 4 con và tiếp tục thì em cũng sẽ về lại đây những hàng đã công suất và lo cho các bác để các bác tham khảo và các bác lựa chọn cho mình những sản phẩm mà ưng ý nhất nha. Rồi, bác nào lựa chọn cho mình những con nào thì alo có không nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác video sau.